và một ngày không đẹp trời cho lắm ở một ngôi làng nọ đang xảy ra một trận cháy làng khủng khiếp không gian bao trùm một màu đỏ cam rực cháy mà não lòng làm sao mà tất cả những chuyện này đều do một loài sói mang thân hình như con người thân người mặt sói gây nên bọn chúng được gọi là lang yêu thì phải đám lang yêu nhảy lên tấn công một cô gái tóc xanh mà mặc đồ cũng màu xanh cơ xanh như xanh ngọc vậy đó cô gái cũng quan sát kỹ lưỡng và cảnh giác cho nên cô biết mình phải làm gì chỉ cần một chiêu thôi cô này đã khiến đám mà tên lang yêu kia văng ra xa và lăn đùng trên đất một người thanh niên trẻ trẻ gần đó thấy cảnh tượng đám sói lang yêu kia văng ra chỗ gần mình thì có vẻ sợ hãi và hốt hoảng một chút cô gái tóc xanh dương ngọc kia từ từ hạ từ trên không trung xuống anh ta ngước lên nhìn và quan sát xem đó là ai và nói tiên là tiên tử cô tiên tử kia quan sát tình cảnh đang xảy ra với khu làng thì bèn nói không ngờ một thôn làng bình thường như vậy mà lại bị lang yêu tấn công trước mắt cô bây giờ là một khung cảnh hết sức bi thương những người phàm nhân đáng thương cô còn cảm thán cho sự bi thương đó đột nhiên cô nhìn và chú ý đến một người nằm bất động trên nền đất và thắc mắc mà cái người đó lúc này cũng đột nhiên mở mắt bật người dậy và nói ta ta chưa chết anh chàng lại tối sầm một một nửa và hỏi cô ta đang ở đâu anh chàng này cũng quan sát dáng vẻ bề ngoài của cô và hàn yên hàn yên sao ngươi lại ở đây là ngươi đã cứu ta sao anh đi đến nắm lấy tay cô mừng rỡ và hỏi sao ngươi lại biết được tên của gia ngươi buông tay ra trước đã ta không quen ngươi hàn yên khó hiểu và đề nghị người kia buông tay mình ra hàn yên ta biết nàng rất tức giận nhưng ta không phải cố ý bỏ nàng lại rồi đồng quy vu tận với người khác đâu anh chàng kia đột nhiên không những không buông tay mà còn ôm cô nữa tình huống này khiến cô trợn mắt lên vì khó hiểu nàng yên tâm sau này ta chắc chắn sẽ không tùy hứng nữa chúng ta bình yên sống qua ngày cùng nhau hả sao nàng lại run rẩy anh chàng này thấy Hàn Yên cô đột nhiên cơ thể run run rẩy rẩy lên anh mới hỏi. Nhưng không ngờ rằng Hàn Yên trực tiếp đẩy anh ra khiến anh bay ra xa chắc phải vài trăm mét. "Liễu Hàn Yên, nàng mưu sát thân phu à?" Anh vừa hết vừa đang trong trạng thái bay trên không trung. Do sức đẩy có vẻ quá lớn nên anh đập người vào một tảng đá khiến cho tảng đá có vết nứt luôn mà, thật khủng khiếp về sức đẩy. "Tiểu Phong, ngươi thế nào rồi? Có ổn không?" Một người khác chạy đến bên anh và hỏi anh xem sao. Tiêu Dật Phong, ngươi nói chuyện đi, mau xin lỗi tiên tử đi. Người kia có vẻ rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn khuyên nhủ anh nên xin lỗi cô đi. Diệp Cửu Tư, kỳ lạ, sao hắn lại ở đây? Tiên tử đừng trách hắn, Tiểu Phong chỉ là bởi vì thấy thôn Tiêu gia bị hủy, nên đã bị đả kích tâm lý, nhất thời ăn nói lung tung. Thôn Tiêu gia, không phải là đã biến mất từ rất nhiều năm trước rồi sao? Chẳng lẽ ta trở về quá khứ rồi? Có lẽ là đã trở về quá khứ rồi anh đang nằm mơ về một cảnh nào đó đó là lúc anh rời đi liễu hàn yên chạy đến và nói phu quân đồng ý với ta chàng nhất định phải bình yên trở về cô rơm rớm nước mắt và nói không quên chạy đến mà ôm từ phía sau anh anh cũng thương xót cô nên đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô và nói ta đồng ý với nàng ta nhất định sẽ không bỏ nàng lại đường đường là thất sát ma quân mà cũng có ngày hôm nay ha 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 có vẻ đây là một lời châm chọc anh anh ngẩng đầu và nói ha ta chắc chắn sẽ không bị người khác khống chế nữa. Anh nói câu này vừa xong, thì một cú nổ to tướng xảy ra và kèm theo một lời cùng chết đi. Quay trở về hiện tại, có vẻ như đây là một nơi có phong cảnh thơ mộng trữ tình. Anh nằm trên giường đột nhiên bật dậy tỉnh dậy và nói hàn yên. Nói xong hai chữ đó anh mới ngỡ ngàng, quan sát mọi thứ xung quanh và nói. Không phải mơ, ta thật sự chưa chết. Hơn nữa, anh vừa nói vừa kèm theo hành động đưa tay ra xem và để kiểm chứng mọi thứ luôn. Nhưng vế sau của câu nói hơn nữa thì anh chưa bật mí ra cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi một giọng nói truyền từ ngoài vào trong nó có thể được xem như là vế tiếp theo của câu hơn nữa kia cô gái vừa cất tiếng đó liền đi vào và nói thêm đi theo ta điện chủ của bọn ta muốn gặp ngươi anh từ từ bước xuống giường và gặng hỏi rằng tiên tử xin hỏi ở đây là đây là con thuyền đi về hướng vấn thiên tông mau đi theo ta điện chủ đã đợi ngươi lâu rồi cô gái đó lên tiếng và nói anh chạy theo phía sau cô cái mặc bộ đồ màu hồng kia và nói được đến đây Quả nhiên là như vậy, ta thật sự trở về quá khứ rồi. Đây là lúc Liễu Hàn Yên cứu ta năm đó. Anh vừa đi vừa nhìn, vừa quan sát mọi thứ xung quanh và khẳng định rằng, chính xác mình đã trở về quá khứ rồi. Tuy sau này nàng đã trở thành thê tử của ta, nhưng lúc nàng vẫn chưa quen ta. Anh bước vào bên trong một cánh cửa, bên trong cánh cửa thì đương nhiên là một căn phòng. Này, đóng cửa làm gì vậy? Anh có vẻ hoảng hốt và hãi hùng khi mình vừa mới vào mà đóng cái cửa dầm một cái nhỡ may trong này xảy ra chuyện gì sao mà anh ra ngoài được cơ chứ ngươi chính là tiêu giật phong một giọng nói vang lên như mệnh lệnh hỏi tên nguồn gốc lai lịch của anh anh quay lại và thấy chính là cô liễu hàn yên ngồi ở trên vị trí cao cao tại thượng kia quảng hàn tiên tử vấn thiên cung đại thừa kỳ tiếp nối tập trước thì cô liễu hàn yên là quảng hàn tiêu tử của vấn thiên tông nổi tiếng là lạnh lùng kiêu ngạo như tuyết băng thanh ngọc khiết là nữ tu nổi bật nhất giới tu tiên trên thế gian này không biết đã có người bao nhiêu nam tử vừa gặp đã yêu liễu hàn yên cô tiên tử tại hạ là chưa để tên kia nói thêm về câu tiếp theo mà cô đã lướt qua người hắn nhanh như một cơn gió khiến trái tim thể xác tâm hồn của hắn bị đóng băng lại giống như người đời gọi cô là kiêu ngạo như tuyết và băng thanh ngọc khiết nhưng nhiều năm như vậy đến cả tên thật của nàng cũng có rất ít người biết đám người cùng trong số nam nhân kia khi chứng kiến cảnh nam nhân vừa rồi cầm quạt vẫy vẫy vài cái trên tay và đi ra ngỏ ý với cô hắn để bị đóng băng về mặt thể xác lẫn tâm hồn luôn rồi mọi ra còn xem hắn có ổn không nữa cơ thế nhưng hôm nay cô là một nữ vương chức quyền cao quý cô ngồi bên trên và hỏi anh rằng ngươi biết được tên của ta từ đâu anh cũng trả lời thật lòng thôi hàn yên ta biết nói ra có chút khó tin nhưng nàng nhất định phải tin ta từ xuyên việt từ tương lai trở về đây còn vì sao ta biết được tên của nàng thì là bởi vì ta là phu quân của nàng liễu hàn yên càng nghe càng tức Cô gằn giọng và nói, ta cho ngươi một cơ hội nói thật nữa. Anh khi thấy thái độ này của Liễu Hàn Yên cô thì lo lắng không thôi. Gào thét nội tâm rằng, VL, chết rồi chết rồi. Trước kia mỗi lần nàng xù lông, đều có phản ứng này. Anh đi đến trình bày quan điểm một cách đáng tin nhất. Cùng với vẻ mặt uy tín anh nói, nương tử, ta thật sự không lừa nàng. Đúng rồi. Hoa quả nàng thích ăn là chuối, sợ nhất là rắn. Trước kia khi nàng còn là phàm nhân từng bị chó cắn anh sử dụng biện pháp liệt kê để diễn tả ý kiến cô ngồi trên thì mặt xám xịt mịt mù lại chỉ biết nghe thôi còn có còn có tên mụ của nàng là yên yên là cha của nàng đã tìm thầy bói đặt cho anh nói thêm câu chốt hạ nữa liễu hàn yên không thể nghe được nữa thì đấp mạnh tay xuống cánh tay ghế cô tức giận dùng uy lực của mình đứng dậy và nói câm miệng điều này khiến anh không khỏi sợ hãi đánh cả trống trong bụng luôn rồi hàn yên dùng ma pháp có hình bàn tay người Ma pháp đó được cô điều khiển đến cô anh, và nó nắm chặt cổ anh lại. Anh khó thở và kêu đúng một tiếng. À. Ô, khụ khụ, anh bị cô dùng ma lực cho treo lơ lửng giữa không trung luôn. Cô hỏi anh, người điều tra chi tiết như vậy thì chắc chắn là gián điệp ma giáo phái đến rồi. Nói, là ai đã phái ngươi đến đây? Cô trợn đôi mắt lên nhìn anh và hỏi. Nhìn cảnh tượng này thì hiểu sao anh nhìn thấy cô xù lông lại sợ rồi. Ta, những gì ta nói đều là thật. Nàng là tiên thiện hàn băng tuyết mạch tu luyện băng tâm quyết chứ không phải là vấn thiên cửu quyền của vấn thiên tông anh khó ở nhưng vẫn cố gắng trả lời cô nghe đến đây thì phần trăm sôi máu đã cao hơn hàn yên nắm chặt bàn tay lại và nghĩ chứ công pháp tu luyện chính của ta chỉ có ta và sư phụ của ta mới biết được sao lại bị lộ ra bên ngoài chẳng lẽ sư phụ ta thật không ngờ đến chuyện cơ mật thế này mà ngươi cũng có thể thăm dò được xem ra ta chỉ có thể giết ngươi trước rồi tìm tình báo từ trong đầu ngươi vậy Nói rồi cô định xuất chiêu gì đó tiễn anh đi. Anh sợ xanh hãi mặt mày, hình dạng khuôn mặt méo mó, mặt mở tô hố ra vì sợ chết khiếp. Anh mau chóng lên tiếng và nói ra điều cuối cùng. Mong vớt phát được một cái gì đó. Trên đùi của nàng có một dấu bớt màu đỏ, giống như giọt nước mắt. Đúng thật có tác dụng. Cô nghe thấy câu này từ chính miệng anh chui ra thì dừng lại, không dùng pháp lực để cho anh đi nữa. Anh ngã xuống một cái có vẻ ê cả mông. Ai cũng do anh may mắn chứ muộn tí nữa là anh đã đi luôn rồi ha ha cái này nói chung cũng không thể là tình báo mà gián điệp có thể nhìn thấy đúng không anh thở phào và nói lại còn ngồi bệt xuống đất thở như bò nữa anh đột nhiên thấy cô đang vừa ngại vừa tức lao đến hỏi anh ngươi ngươi sao ngươi lại biết cô vừa hỏi vừa thể hiện hành động lấy tay che chân mình vì xấu hổ ta còn biết trên ngực phải của nàng có dấu vết của một bông băng được hình thành từ băng tâm quyết mà nàng tu luyện Công pháp này là sư phụ của nàng bảo nàng tu luyện, thực ra chính nó là một công pháp lô đỉnh. Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo cho sạch sẽ và trả lời Liễu Hàn Yên. Tu luyện công pháp, một khi thất thân thì công lực sẽ truyền hết cho đối phương. Cô khi nghe xong thì ngớ người ra, không tin vào những gì anh nói, những gì mà mình nghe được. Cũng may, sau này nàng đã phát hiện ra âm mưu của sư phụ nàng, vì vậy đã tính kế âm thầm giết chết hắn, che giấu được việc ngoài ý muốn này, che giấu được tất cả mọi người cho nên mới có quảng hàn tiên tử điện chủ điện phi tuyết bây giờ anh vừa nói vừa đi đến tiến lại gần chỗ cô điều này khiến cô lại càng lùi lại về phía sau cũng chính là thê tử của ta liễu hàn yên cô nghe xong anh nói thì đỡ người ra và chẳng nói được gì nữa vì có lẽ nó quá đúng rồi hàn yên ngồi bệt xuống đất cô vừa xấu hổ đỏ mặt trên mặt còn đổ mồ hôi như mưa vậy mãi về sau cô mới lên tiếng và nói những chuyện này trừ khi là ta tự nói ra nếu không thì không thể có ai biết được. Ngươi nói ngươi đến từ tương lai. Cô hỏi anh một lần nữa cho chắc nịch. Trước thái độ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra kia của anh, cô hỏi tiếp rằng. Chúng, chúng ta, trong tương lai đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi anh lần này là với một thái độ, một cách nhìn khác. Anh thở dài và nói, tương lai là trận đại loạn thế chưa từng xảy ra trong ngàn năm nay, bắt đầu từ năm 50. Đại chiến chính ta mới một lần nữa bắt đầu, khói lửa thần châu không ngừng, anh từ từ thuật lại cho vô nghe. Bốn diện của Vấn Thiên Tông bị hủy hoại, Xích Tiêu giáo phản bội gia nhập Ma giáo, Lạc Thư môn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, hai đại thần tăng của Vô Tương tự viên tịch. Còn ta bị phản đồ của Vấn Thiên Tông vu oan, gánh vác trên lưng tội danh giết sư phụ trốn khắp thiên hạ, lại bất ngờ làm quen được nàng, kết thành đạo lữ. Sau này chúng ta quyết định cùng quy ấn giang hồ, không màng thế sự, nhưng lại bị kẻ thù tìm đến cửa, Tiêu giật Phong, cút ra đây sau đó ta đã đồng quy vu tận với đối phương vốn tưởng rằng đời này đã không còn duyên gặp lại nàng nữa rồi lại không ngờ tới mở mắt ra lần nữa đã trở về lúc được nàng cứu năm đó tiêu giật phong nắm tay cô và khẽ nói khẽ thủ thỉ vài điều anh đột nhiên ngồi xuống làm nũng trước mặt cô và nói hàn yên gặp lại nàng lần nữa thật tốt hai cô tỷ nữ ở bên ngoài thì thầm bàn tán bà tám to nhỏ với nhau rằng sắp đến tông môn rồi tên kia còn chưa ra sao không biết rốt cuộc điện chủ tìm hắn là có chuyện gì. Cô gái bên cạnh còn lại trả lời, chắc là hỏi mấy chuyện thôi, không cần quan tâm. Thái độ đối với nam nhân của điện chủ chúng ta, ngươi còn không biết sao? Cũng đúng, càng huống hồ đó còn là một phàm nhân. Anh lúc này ở bên trong đang cầm bút giấy và viết cái gì đó. Liễu Hàn Yên bèn hỏi, đây chính là công pháp cải tiến mà chàng nói. Anh cũng trả lời rằng, đúng vậy, đây là băng tâm quyết bản cải tiến mà ta đã mất 3 năm mới có thể nghiên cứu ra được. Cô đi đến dựa người vào vai anh và chăm chú quan sát nhìn và nói, "Đường đi của kinh mạch này rất nhiều, đều là kinh mạch mà Hàn Băng Tuyệt Mạch mới có, không phải là người bình thường có thể luyện." "Đúng, đúng vậy, nương tử nàng thật thông minh, công pháp này được tạo ra cho riêng nàng đấy. Không chỉ uy lực mạnh hơn mà không còn công pháp lô đỉnh nữa, có nó thì năm đó khi phu thê chúng ta sống với nhau thì sẽ không khiến nàng bị phá công." Anh nói xong câu này khiến Liễu cô nương kia tức gì khói ra. Cô đỏ mặt Ngại ngùng lùi về sau, xa xa một chút và bảo, "Nói cái đấy, ai, ai là nương tử của ngươi chứ? Cho dù tương lai ngươi thật sự là, ai nói Liễu Hàn Yên kia của người khác chắn chính là ta chứ?" "Đúng, nói không chừng, đó chỉ là ở một thế giới khác, ta và nàng ta căn bản không phải là cùng một người." Cô bĩu môi quay mặt đi chỗ khác và nói, "Anh nhìn cô như thế thì cũng chỉ tô hố mắt ra và nghĩ thầm trong lòng rằng, đến cả lý luận thế giới song song cũng đã nói ra được sức tưởng tượng của nha đầu này đúng là lớn thật đấy. Nàng nói cũng có lý, nói không chừng nàng quả thực không phải là thê tử của ta. Anh cũng lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép và nói, không quên đặt bút xuống bàn. Cô nghe thấy tiêu giật phong nói thế thì khó hiểu, hả một tiếng và nhìn anh bằng ánh mắt tận cùng của sự khó hiểu. Anh cũng giở trò trêu gẹo cô, anh nói rằng công pháp cải tiến này là ta chuẩn bị cho nương tử ta, không thể để người khác chiếm hời được. Cô tức xì khói trên đầu, bĩu môi và chỉ biết nói rằng, ngươi, ngươi, anh thì khác. Anh lại thêm ý công ý lại và bảo rằng, sao thế liễu cô nương? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp tín vật định tình của ta và nương tử ta? Cô chẳng làm sao được nữa bèn nói, hừ, ai thèm, ta tự nghĩ cách, nói rồi lập tức quay người bỏ đi. Y, đùa thôi, thực ra, cho nàng cũng không phải là không được, anh không chờ cô nữa mà ngồi dậy. Đưa cho cô một cái và nói như vậy, cô nghe thấy thì quay đầu lại, anh nói thêm rằng ta cho nàng công pháp anh nở một nụ cười tự tin với hàm răng trắng chất lượng như kem đánh răng giơ ngón tay cái thể hiện sự uy tín và nói nàng nhận ta là đệ tử chân truyền thế nào sao có thể phi tuyết các bọn ta đều là nữ tử sao có thể để ngươi vào môn hạ ta được chứ cô như xét đánh ngang tai và ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó tiêu giật phong cũng chẳng chịu thua gì anh lại giở cái giọng nói vậy vì không thương lượng được nữa rồi anh vươn vai ngáp dài ngáp ngắn một cái và nói hai chữ được rồi vậy ta không làm phiền điện chủ đại nhân nữa anh nói rồi như thế bước đi về cánh cửa phòng bây giờ tại hạ sẽ rời khỏi đây sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa cô thì cảm thấy không cam tâm nhưng trong lòng thì không biết sao khi nghe anh nói thế cô cắn răng cắn môi và cuối cùng đành phải mở miệng nói đứng lại cô đang bảo anh đứng lại chắc anh thành công khi dùng chiêu này với cô rồi ta có thể cho ngươi vào môn hạ của ta, nhưng ngươi không thể làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với chính đạo, nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi. Đúng rồi, còn có, quan hệ giữa chúng ta, ngươi không thể nói cho người khác biết. Cô ngại ngùng ra lệnh cho tiêu giật phong, cấm anh không được hé răng về mối tình quan hệ giữa cô và anh. Anh xem như là đạt được mục đích, thành công thành công rồi. Tiêu giật phong cười tươi nhai răng, giơ ngón tay cái lên và nói, không thành vấn đề. Vậy bây giờ ngươi lên làm cái gì? Cô cắn răng hỏi anh, xem anh nên làm cái gì bây giờ. Ta lập tức đi viết công pháp. Anh nhanh tay nhanh chân nhanh ý, cầm bút chạy đi và nói, quả thật là đạt được mục đích có khác. Một khung cảnh thơ mộng, chữ tình, giàu hàm xúc lãng mạn hiện ra trước mắt. Mọi người ở đó qua lên một tiếng cảm thán. Không biết có chuyện gì mà khiến mọi người cảm thán vậy. Đó chính là nơi tiên nhân ở sao. Hai cô gái ở đó cảm thán. Đó chính là Vấn Thiên Tông, phái tông môn của ta các vị đều là đệ tử thích hợp vào phái của ta trong đợt tuyển chọn lần này liễu hàn yên bước ra từ nơi trên cao đó và nói trước khi vào môn phái các vị còn phải tham gia một bài kiểm tra linh lực để xác định tư chất linh căn cô thông báo cho mọi người như vậy sau này có thể vào điện nào của vấn thiên tông đều dựa hết vào cơ duyên của các vị rồi bon chen giữa đám đông kia có một anh chàng đang gãi đầu gãi tai đi tìm người rét anh ta nói tiểu tử tiểu phong kia rốt cuộc là đã đi đâu rồi và tiêu giật phong xuất hiện bất thình lình sau lưng anh ta đó có thể coi là một món quà ý nghĩa sâu nặng cho đối phương tiêu giật phong đặt tay lên vai và bảo rằng này tìm gì thế anh kia có vẻ hú hồn hú vía quay lại phẫn nộ và nói ngươi đã đi đâu vậy ta tìm ngươi suốt mà không thấy ngươi đâu anh cười cười rồi trả lời a à, đi nói xin lỗi với tiên tử mà thôi anh bạn kia đột nhiên che miệng nói nhỏ với tiêu giật phong một câu tiểu phong vừa nãy ta đã nghe ngóng được ngoài hai người chúng ta nửa đường lên đây ta thì những người phàm ở đây đều là đệ tử được nhận đợt này của tiên nhân tư chất tu hành rất cao anh ấy vừa nói vừa có vẻ mặt lo lo sợ sợ nếu như linh căn không được thì có lẽ chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đây đúng không anh chàng đó nói rồi lo sợ nhiều chút được hiện rõ trên khuôn mặt có chút khôi ngô tuấn tú kia tiêu giật phong lại có vẻ ngược lại so với anh kia anh đưa tay lên đập vào vai người đó vài cái và nói sợ cái gì chứ loại chuyện tu tiên này ngoài thiên phú ra còn phải có cơ duyên nói không chừng cơ duyên của ngươi rất tốt anh kia có vẻ được khen thì vui sướng nhiều chút trong lòng cười như được mùa và nói ngươi nói rất có lý ta sẽ cố gắng anh thấy anh kia thỏa mãn tâm trạng thì nghĩ bụng ha tiểu tử ngươi đương nhiên là có cơ duyên rồi ai mà ngờ được ngươi là người có tư chất mạnh nhất trong đám đệ tử này chứ mạnh hơn rất nhiều nhưng lần này ta đã chuẩn bị từ trước rồi anh kéo anh kia đi và không quên chỉ tay về phía trước và nói đi chúng ta đi tham gia kiểm tra linh lực đi. Một khung cảnh tươi sáng, có nắng vàng rực rỡ, một tòa lâu đài không nguy nga trắng lệ nhưng đó cũng là một tòa lâu đài bự chẳng hiện ra. Trên đó ghi rằng, Thái Điện Cực. Tiêu giật phong và anh bạn với gương mặt có chút khôi ngô tuấn tú kia, có vẻ choáng ngợp và nói, Tiểu Phong, ngươi nhìn kìa, xung quanh đều là tiên nhân. Hơn nữa, vì sao trước mặt họ lại có vị trí để không? Anh kia thắc khi nhìn thấy vị trí để chống ở đó đó là vị trí của các điện chủ của chín đại diện vấn thiên các kia ngươi nhìn kìa anh trả lời anh khôi ngô tuấn tú đệ tử cung nguyên tông chủ và các vị điện chủ đám người kia bái kiến các vị điện chủ đương nhiên là bao gồm cả hai ca ca rồi anh khôi ngô tuấn tú cô tóc kia thấy tư giật phong không hành lễ mà cứ đứng im anh đó bèn lên tiếng nhắc nhở giật phong tiểu phong mau cùng hành lễ đi đừng thiếu lễ phép như vậy anh cũng nghe lời và bắt đầu hành lễ vừa hành lễ được một cái thì anh cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên hóng chuyện. Anh nhìn thấy cô, Liễu Hàn Yên ngồi ở một vị trí trên đó. Anh đáp thì thầm rằng, biết rồi. Miễn lễ, chào mừng các vị đến với Vấn Thiên Tông của ta. Ta là Quang Lăng, tông chủ Vấn Thiên Tông, một người đàn ông tóc xanh. Dâu xanh cất tiếng miễn lễ, chào mừng mọi người. Người này là Quảng Lăng chân Nhân Tông, chủ Vấn Thiên Tông. Các vị tiểu hữu đều là thiên kiêu chi tử, đến từ các nơi khác nhau, đủ điều kiện gia nhập vào phái ta nhưng trước khi nhập môn, các vị còn cần làm bài kiểm tra linh căn, sau đó sẽ do các vị chân nhân của các điện lựa chọn nhập môn, các ngươi đã hiểu chưa? Dạ rõ, đám người đông đúc ở bên dưới đáp to và rõ ràng, mạch lạc, họ dường như đã hiểu và nhận mệnh lệnh. Tiêu giật phong vỗ vai động viên anh bạn của mình, đừng sợ, ngươi rất chắc chắn. Chưa kịp nói năng thêm câu gì nữa thì ở trên đã truyền lệnh, kiểm tra linh lực bắt đầu. Cuộc thi, kiểm tra linh lực bắt đầu, người ở trên kia nói, Vật này chính là thứ kiểm tra linh lực, có thể dựa theo tư chất linh căn của các vị, chia thành bốn loại giáp: Ất, Bính, Tinh. Người được ta đọc tên đến thì bước lên trước, hai tay đặt lên vật kiểm tra, một anh chàng đẹp trai khác lấy ra một cái vật gì đó màu đỏ và nói vậy. Người đầu tiên được đọc tên, Tăng Ngưu, người tên Tăng Ngưu giơ tay lên và đáp: "Ta ở đây." Đặt tay lên trên là được rồi, anh đẹp trai có mái tóc dài kia nói với người tên Tăng Ngưu: "Vâng." Người đó nhanh chóng thực hiện kiểm tra linh căn, anh ta đặt tay lên quả cầu lung linh kia và chờ đợi. Sau một thời gian không lâu không ngắn thì anh đẹp trai kia nói, "Mộc Linh Căn, ất trùng, tạm được." Người tiếp theo, Trương Linh Hằng, người tên Trương Linh Hằng giơ cao tay lên và trả lời, Đó. Liễu Hàn Yên ngồi trên chống tay suy nghĩ đôi chút về Tiêu Dật Phong anh, cũng không biết linh căn của tên tiểu tử đó là gì, nếu như là ất thì ta cũng dễ tìm lý do để hắn vào môn hạ của ta. Thấy cô cứ chống tay lên mặt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó thì người kia lên tiếng gọi quảng hàn sư muội nhìn dáng vẻ này của muội là đã có đệ tử lọt vào mắt rồi sao người đàn ông râu xanh tóc xanh quay qua cười rồi hỏi liễu hàn yên cô thờ ơ trả lời tạm thời vẫn chưa nhìn thấy bên này quả cầu to to tròn tròn kia đã hiện lên kết quả kiểm tra của người tên trương linh hằng đó là giáp thượng diệp cửu tư mộc linh căn giáp thượng anh chàng tóc dài đẹp trai kia cũng không quen cười và vỗ vai nói diệp sư đệ chúc mừng người kia con lơ ngơ và nói hả ta giáp thượng người đàn ông kia vuốt vuốt ve ve bộ râu và nói ha ha không tệ không tệ không ngờ lần này có thể gặp được đệ tử có tố chất tốt như vậy ông cũng hỏi sư muội của mình chính là liễu hàn yên cô rằng quảng hàn sư muội nghe nói đệ tử này là một trong hai người muội đưa lên lúc nửa đường không biết người còn lại chưa kịp để ông ấy nói hết cô đã nhanh chóng nói ra lệnh người tiếp theo tiêu giật phong anh nghe thấy đến tên mình thì gãi đầu gãi tai đi lên phía quả cầu và nói không ngờ vẫn phải trải nghiệm một lần nữa anh tự tin đặt tay lên quả cầu và chờ đợi kết quả mặc dù là biết trước rồi sau một lúc thì trên quả cầu hiện ra hai chữ đinh hạ to tướng anh đắc ý ta đã nói mà trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người anh bất ngờ khi đạt được mức đinh hạ khiến cho mọi người và cả cái anh đẹp trai kia phải ngỡ ngàng nhiều chút anh thì ngược lại ung dung tự tin bước đi như một vị thần thật hay giả vậy ta không nhìn nhầm đấy chứ đinh hạ đám người ở đó thi nhau bàn tán nói và nói ra về chuyện anh đạt đinh hạ cái người tên tăng lưu gì đó chỉ tay về phía tư giật phong và nói không phải nói đây đều là những thiên kiêu đến từ các nơi sao sao lại có người có tư chất như vậy cái người áo trắng tóc phút phút chia thành nhiều sợi bảo đinh hạ tư chất này về cơ bản thì không khác gì người bình thường cả đúng không? Ta nghe nói, cùng lắm cũng chỉ đi làm tạm dịch mà thôi. Cái người đẹp trai có mái tóc dài dài kia hỏi anh, "Ngươi có muốn thử lại lần nữa không? Có lẽ vật kiểm tra đã sai rồi." Anh lại bình thường như không đáp lại. "Không cần không cần, ta vô dụng thế nào ta còn không biết sao?" Câu trả lời vừa rồi khiến cho người kia chẳng hiểu kiểu gì, nên nhồi nhét tình huống này vào đầu như thế nào đây? Anh ta chỉ hà một tiếng để bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Đoạn này thay đổi sắc mặt, nên nhìn anh ta chẳng có chút đẹp trai nào nữa. Anh đi đến chỗ anh bạn khôi ngô, tuấn tú, có chút đẹp trai kia của mình và nói, thế nào, đại thiên tài, có phải là ngươi nổi bật hơn ta rất nhiều không? Anh kia có vẻ bối rối vội vàng nói, tiểu phong, xin lỗi, ta, à, ta không biết. Tiêu giật phong đi đến lại vỗ vai và nói, đừng nghĩ nhiều, là thiên phú của ngươi thì hãy trân trọng, hơn nữa ta là loại người cần tư chất sao, anh kia nghe thấy vậy thì chỉ biết. Ừm, ta biết rồi. Anh đột nhiên có cảm giác gì gì đó lạ lạ. Anh nghĩ bụng. Hả? Sao cứ cảm thấy có người đang nhìn ta? Ha ha. Xem ra là nàng đã tức giận không nhẹ. Anh nhìn về phía cô đang ngồi trên cao kia. Cô bên này thì mặt mày không biết là ủ rũ hay sao? Tên tiểu tử này. Sao lại là loại tư chất này chứ? Bên này. Người tên Tô Thiên Dịch. Điện chủ vô nhai có vẻ bực bội và quát lớn rốt cuộc là tên khốn nào đã nhận tiền cho loại tiểu tử có tư chất này nhét vào môn phái ta nhận tiền cũng thôi đi ít nhất cũng đừng quá đáng như vậy chứ ông ta tức quá đập tay xuống cánh tay ghế ngồi và quát cô ngồi bên nghe thấy thế thì bèn lên tiếng nói với ông ta người này là ta cho vào đấy thiên dịch sư đệ có ý kiến gì sao nghe thấy liễu hàn yên nói ra như vậy thì người kia và cô gái đứng sau cũng hơi bàng hoàng cho dù là quảng hàn sư tỷ thì cũng không nên đưa loại đệ tử có tư chất như vậy về đây chứ chẳng lẽ trước kia tỷ chưa từng kiểm tra sao người tóc đỏ kia hỏi liễu hàn yên bình tĩnh dừng dương đáp lại xin lỗi ta quên mất lần sau chắc chắn sẽ nhớ người tóc đỏ kia tức xì khói và chỉ biết nói rằng quên quên rồi cái này cũng có thể quên được sao sư tỷ đây đã là lần bao nhiêu rồi vì sao lại cứ quên mấy chuyện quan trọng này vậy một người nhìn cũng điển trai tên bạch vân chân nhân điện chủ đan đỉnh nói he he Tô sư đệ trông có vẻ rất nóng giận nhỉ. Hắn không nóng ai nóng chứ. Các điện đều chọn đệ tử theo thứ tự trận tỉ thí chân võ hàng năm. Điện vô nhai xếp cuối cùng. Cũng chính là nó. Một người trọng có vẻ già dặn kinh nghiệm nói. Người này là Quảng Vi Đạo Nhân. Điện chủ càn khôn. Trừ khi chúng ta mặt dày đuổi người đi. Nếu không thì đệ tử kia chắc chắn sẽ là của hắn. Mọi người đang có vẻ thi nhau bàn tán vui như đi chợ Tết. Vinh hạnh vinh hạnh. Sau này mọi người đều là người một nhà rồi xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu giật phong đi đến bắt tay làm quen một người, nhưng điều này lại khiến cho người kia có cảm giác sợ sợ với anh, chắc là họ sợ lây vía. Tông chủ, các vị điện chủ, kiểm tra linh lực của các đệ tử đã hoàn tất. Lần này tổng cộng có 78 đệ tử, mỗi người chạy đến bẩm báo với các vị điện chủ và tổng chủ. Vậy thì dựa theo thứ tự tỷ thí chân võ lần trước đi, điện càng khôn chọn đệ tử trước. Ông lão tóc xanh dâu xanh nói. Quảng vi sư đệ, mời. Ông ấy quay qua nói với một vị điện chủ khác, người đó vuốt vuốt bộ râu hơi dài của mình và nói: "Minh Hải, đi, ngươi biết chọn thế nào mà." Người tên Minh Hải kia đáp vâng một tiếng rồi bắt đầu vào việc. Ông tóc xanh kia cũng quay lại và nói: "Vậy thì tiếp theo chính là điện thái cực ta rồi, Huyền Dịch, việc chọn sư đệ, sư muội giao cho ngươi rồi." Người kia cũng lễ phép đáp lại vâng một tiếng và cũng bắt tay vào việc. Sau đó, lão quay ra nói với Liễu Hàn Yên cô rằng: vậy thì tiếp theo là phi tuyết điện xếp thứ ba quang hàn sư muội đến lượt muội rồi cô lên tiếng nói một câu minh hà quy tắc cũ cô minh hà kia lại lễ phép vâng thưa điện chủ cô gái tên minh hà kia từ từ tiến về chỗ anh anh thấy thế thì mừng thầm nghĩ bụng đến rồi tiêu giật phong mừng thầm đến mức cười tươi dạng dỡ như nụ cười thương hiệu của các nhãn hàng kem đánh răng cô ấy càng lại gần chỗ anh hơn anh chắc chắn lần này là nắm chắc phần thắng trong tay rồi lần này là chắc nịch rồi thế nhưng không cô gái đó lại lướt qua tiêu giật phong một cách lạnh lùng và vô cùng thờ ơ minh hà đi đến chỗ người khác cụ thể là một cô gái tóc xanh ngọc và nói ngươi đi theo ta cô gái kia hí hửng vui vẻ đáp lại vâng một tiếng anh nghe mà quê một cục há hốc mồm ra vì quê nhiều chút anh lại tối sầm phần mặt trên và nói chẳng lẽ vâng anh đã đoán đúng rồi liễu hàn yên không chọn anh đâu quy tắc cũ của cô chính là chỉ tuyển nữ thôi. Chư Giai, đứng ra đây, đi theo ta, đến đây đến đây, ai ai cũng hứng hở chọn sư muội sư đệ. Lục Nhân, đi theo ta, người tên Lục Nhân đáp vâng. Khương Văn, đứng ra đi, Đống Hân đứng ra, ngươi, đi theo ta, rồi lần lượt từng người, từng người đều được chọn hết. Chỉ riêng còn mình anh, tiêu giật phong đứng ở đó, cùng với không khí, bụi bay và gió thôi, thật là cô đơn, lẻ loi làm sao anh khổ sở nghĩ rằng giống hệt với đời trước nhưng lẽ nàng muốn nuốt lời không đúng nàng không phải là loại người đấy tô sư đệ cuối cùng đến lượt đệ rồi nhưng chỉ còn một người thôi cũng không cần chọn nữa đâu đúng không người đàn ông tóc xanh râu xanh quay qua nói với anh ta với vẻ mặt có vẻ buồn bã ta không chọn các người cố ý anh tóc đỏ nắm chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm và nói vậy chắc có lẽ anh ta tức giận lắm cô đột nhiên đứng dậy và nói tô sư đệ nếu như ngươi thực sự không muốn chọn thì cho hắn vào môn hạ của ta đi người anh em huynh đệ tóc đỏ kia lại có vẻ ngỡ ngàng bất ngờ trước câu trả lời có chút đề nghị của cô nếu như đã là ta cho hắn vào thì ta nên có trách nhiệm với hắn cô đứng dậy tiến gần lên và nói cô ngỏ ý nhận anh vào chỗ mình vì lý do là chẳng có ai nhận anh cả thấy cô quyết định thế người kia lên tiếng hỏi cô quảng hàn sư muội muội nói muội muốn nhận hắn vào quảng hàn điện nhưng chỗ của muội không phải chỉ đều là nữ tử cô cũng đáp lại một câu trả lời uy tín trưởng môn sư huynh vấn thiên tông ta là tông môn đứng đầu chính đạo khinh chỉ là dùng võ hàng phục người khác mà quan trọng hơn phải dùng chữ tín để người khác phục linh can thấp thế nào nhiều năm như vậy trong giới tu hành cũng không phải là không có người không có linh can tốt nhưng lại tu hành thành tài một đệ tử mà thôi điện quảng hàn của ta nuôi được nhưng nếu như đuổi đệ tử đã đồng ý là sẽ nhận vào tông đi thì chữ tín của tông môn chẳng phải là sẽ thành một trò đùa sao? Sau này chúng ta còn mặt mũi gì nhìn thiên hạ chứ? Không hổ là Quảng Hàn sư muội, đây mới là phong thái nên có của điện chủ phái ta, so với người nào đó, hoàn toàn không có chút dáng vẻ gì của môn phái lớn cả. Có hai ông lớn đang khen cô mà cũng đang nói bóng nói gió ai đó. Đúng vậy, tuy Quảng Hàn diện toàn là nữ tử, nhưng tấm lòng này đúng là tấm gương của chúng ta, giờ nhìn lại vô nhai điện chẳng trách, mấy năm gần đây càng ngày càng đi xuống người tóc đỏ kia đang mặt hàm hàm hừng hực lên vì tức bị mọi người nói ra nói vào thì tức giận là điều lẽ đương nhiên đủ rồi anh này không chịu được nữa bèn đứng dậy quát lớn hai chữ khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía đó người tóc đỏ thành công gây sự chú ý đám đông lão tử cũng là điện chủ của vấn thiên tông vô nhai điện ta còn cần người khác nuôi đệ tử dùng sao không phải linh căn của hắn không được sao lão tử cho hắn làm đệ tử chân truyền ta không tin không dạy được hắn anh ta thật sự không thể chịu đựng được rồi bị mất cân bằng cảm xúc do yếu đó bên ngoài tác động, dưới hình thức là lời nói. Chuyện gì vậy? Chân truyền, ông tóc xanh dâu xanh kia thắc mắc và có chút bất ngờ về tình huống trước mắt. Đợi đã, tô sư đệ, tiêu giật phong rõ ràng là ta. Cô lên tiếng và nói với tô sư đệ của mình. Anh ta cũng đáp lại rằng, Quảng Hàn sư tỷ Quảng Hàn điện tỷ đã chọn đệ tử rồi. Không phải sao, khi nghe câu này thì đáp án của Liễu Hàn Yên là, quả thật như vậy. Các vị, tuy vô nhai điện của ta đứng cuối các điện nhưng ta cũng có tôn nghiêm cho dù chỉ còn lại một đệ tử thì bây giờ cũng là lúc vô nhai điện của ta chọn đệ tử người tô sư đệ của liễu hàn yên nói tiêu giật phong ta chọn chắc rồi người này còn thông báo to cho tất cả mọi người được nghe tuyên bố rõ ràng rành mạch chọn thì cứ chọn đi gào lớn tiếng như thế làm gì cái anh tóc dài kia che tai lại và nói có phần trách móc được rồi xem ra hôm nay chín điện của vấn thiên tông đều có thu hoạch vậy thì ta yên tâm rồi người đàn ông dâu xanh nói không ngờ là đã diễn quá rồi đừng trách ta ta đã cố gắng rồi cô nghĩ trong đầu như thế chắc có lẽ do cô diễn xuất bị quá đả cho nên cũng đưa mọi chuyện đi quá xa rồi anh bàng hoàng nhiều chút trước câu trả lời của tô thiên dịch đây rốt cuộc là là tình huống gì sau khi được chọn bởi tô thiên dịch anh cũng đã đến nơi của người đó núi chính của điện vô nhai Tiêu sư đệ, ở đây chính là núi chính của điện vô nhai ta. Điện vô nhai sư phụ ở đang ở ngay phía trước. Đệ yên tâm đi, đến điện vô nhai bọn ta thì sẽ không để người khác bắt nạt đâu. Người nói những câu vừa rồi chính là đại đệ tử của điện vô nhai, Hương Thiên Ca. Thiên Ca nhiệt liệt, nhiệt tình chào mừng Tư Giật Phong đến với nơi này. Anh ta đập vào vai anh vài cái thân quen. Do lực của Hương Thiên Ca mạnh quá cho nên anh, ôi mẹ ơi đau đau đau. Anh Thiên Ca cũng giật mình và có chút chẳng hiểu gì nhưng vẫn nói. A, à, xin lỗi tiểu sư đệ, cơ thể của đệ yếu quá, ta không khống chế được lực đạo của mình. Hình như bị chật khớp rồi, để ta chỉnh lai like cho đệ. Thiên Ca nhiệt tình giúp đỡ anh, nhưng anh sợ rằng bộ xương sẽ gặp rắc rối lớn nên từ chối khéo. Dừng, ta không sao, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi vào trong viện đi. Thiên Ca khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Được. Hướng sự huynh vẫn là dáng vẻ ấy, giống hệt như trong ký ức, hoàn toàn không biết sức lực của mình mạnh thế nào. Nói mới nhớ đời trước ta cũng gia nhập vào điện vô nhai chỉ là lúc đó ta chỉ là một đệ tử nạp dịch phải mất 20 năm mới từng bước trở thành đệ tử chính thức lúc đó người phụ trách dạy ta luyện công chính là quy ép sư huynh lúc đó chịu khổ nhiều lần này nhờ có phúc của nương tử cũng không biết đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại trở thành đệ tử chân truyền của điện vô nhai ngược lại cũng không tệ tiêu giật phong hồi tưởng lại phần ký ức nghe có vẻ có chút mong manh còn con cha cha thật sự đã tìm cho con một tiểu sư đệ sao Lúc nào thì hắn mới đến vậy Cô gái tóc hồng nhìn chất chơi người rơi kia Chính là con gái của tô thiên dịch tên là tô diệu tình Ông thiên dịch thở dài có chút và nói Lúc đó ta chỉ máu sông lên não Tùy tiện nói Thế khỉnh được Cha đã nói nhận người ta làm đồ đề trước mặt nhiều người như vậy Cô gái diệu tình kia kiên quyết nói Và ngỏ ý với cha mình Ta thấy nhận một đệ tử cũng rất tốt Không phải chàng đã nói rồi sao Tuy đứa trẻ này linh căn thấp kém Nhưng tâm trí lại rất bình thường khó quá thì ta dạy hắn giúp chàng ông cũng không dám nói lại vì có lẽ là xác mình nó một người phụ nữ nhìn cũng xinh đẹp sở hữu vẻ đẹp uy nghị tóc xanh nhìn rất cuốn hút và nói người phụ nữ này chính là lâm tử vận thẻ tử của tô thiên dịch nói cách khác là vợ của tô thiên dịch sư phụ sư nương tiêu sư đệ đến rồi một người chạy vào bẩm báo cho tô thiên dịch và vợ mình lâm tử vận ông tóc đỏ chỉ nói vào đi tiêu sư đệ cứ làm theo những gì mà ta vừa nói là được Thiên ca dặn dò cô, cũng không quên tiếp thêm sức mạnh cho cậu đối mặt. Anh quay lại và đáp, đa tạ sư huynh. Anh đẩy cửa mạnh ra, khiến cho cánh cửa chào đón anh đến vì do có sự tác động vật lý vào cánh cửa đó. Đệ tử tư giật phong bái kiến sư phụ sư nương, bái kiến sư tỷ. Anh lễ phép chào hỏi họ, một cách lịch sự nhất. Trong vấn thiên tông, đệ tử thường được chia thành đệ tử tạp dịch. Đệ tử tái truyền và đệ tử chân truyền. Ở cảnh vật này thấy được có hai người đồ đệ, đang lấy nước từ dưới lên cao, có vẻ lòi mắt ra. Trong đó, đệ tử tạp dịch gần như không có khả năng nhận được sự truyền dạy chính thống, chỉ có thể lao động không ngừng để đổi lấy cơ hội trở thành đệ tử chính thức, để tái truyền thì lại chân chính, bước vào cửa lớn của tu hành, tuy không thể học được những công pháp vô thượng, thực sự tinh diệu kia nhưng nếu cố gắng tu luyện thì vẫn sẽ có cơ hội thành tài. Khung cảnh hiện tại cho thấy, một nhóm người đang luyện tập rất chăm chỉ tại Thái Hòa Nguyên Khí. Đệ tử chân truyền lại cực kỳ ít bọn họ được hưởng tài nguyên tốt của môn phái mục tiêu duy nhất đó chính là trở thành trụ cột của môn phái trong tương lai ở một khung cảnh khác tiêu giật phong ở trong phòng mừng rỡ vui sướng và nói thật không ngờ đánh bậy đánh bạ ta thực sự trở thành đệ tử chân truyền của điện vô nhai còn có viện của riêng mình cũng không biết lúc đó rốt cuộc nương tử đã làm cái gì chỉ là tư chất này của ta cho dù có kinh nghiệm tâm pháp của đời trước thì ta vẫn tu luyện rất chậm chạp phải nghĩ cách khác mới được đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tiếng gõ nghe thì không biết thế nào nhưng quan sát hình ảnh thì thấy tiếng gõ lớn dồn dập ập đến hả lúc này còn có ai đến chứ anh thắc mắc nhiều chút về tình huống này tiêu giật phong thắc mắc là sao lúc này lại còn có ai đến chứ giật phong đi đến mở cửa và đáp lại bên ngoài rằng đến đây đến đây đó xem như là một cách nói rằng bên trong nghe thấy rồi bên ngoài đừng đập cửa nữa anh mở cửa ra thì ôi mẹ ơi một con sư tử trắng to tướng hiện ra, với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt có đường kẻ mắt màu đen, tóc lông trên đầu thì dựng lên vài chỏm, nó há mồm to lớn ra để làm gì giật phong. Sư tỷ, tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Giật phong không những không giật mình, ngược lại còn rất bình tĩnh và biết thừa rằng đó là ai luôn rồi. Cô gái tóc hồng, con của Tô Thiên Dịch kia đủ từ trên nóc nhà xuống và hỏi, sao đệ lại không có chút phản ứng gì? Những người khác đều bị tiểu Bạch dọa cho sợ mất mặt thì ra con sư tử bạ trà bứ kia tên là Tiểu Bạch. Hiểu rồi, sư tỷ đợi một chút, anh đột nhiên đóng cửa lại, và tiếp theo chuẩn bị làm gì đó rất là vô tri. Có sư tỷ, để cô con gái tô thiên dịch kia bất ngờ nữa chứ, con Tiểu Bạch bự chàng kia còn phải bó tay chấm com. Sư tỷ, tỷ thấy thế được chưa? Anh hỏi cô tô tiểu thư kia rằng đã được chưa? Hỏi với thái độ, chưa được thì cũng phải nói được rồi. Được, được rồi, cô gái tóc ngắn màu hồng kia đáp lại với thái độ ngại ngùng e thẹn thì phải nói chính xác ra là xấu hổ vãi trưởng không đúng không đúng thôi bỏ đi ta đến tìm đệ là có chuyện chính cô nương kia lắc đầu lắc đầu như kiểu phủ nhận và bắt đầu vào chuyện chính giật phong thắc mắc chuyện chính cô đó dẫn giật phong đến một nơi người kia thắc mắc hỏi sư muội chắc bây giờ tiêu sư đệ vẫn chưa thể học cùng lớp tu luyện với muội được đúng không vì sao lại đưa hắn đến đây không sao không sao huynh cứ dạy cả hai người bọn ta là được yên tâm thân là sư tỷ có cái gì không biết thì ta sẽ dạy hắn đúng không tiểu sư đệ tô tiểu thư kia quay qua nhìn anh và trả lời người kia anh lại bình tĩnh đi theo dòng nước chảy xiết kia và nói không sao cả sư huynh huynh cứ dạy là được he he trước kia những người này đều nghĩ rằng ta nhỏ nhất tất cả đều ép ta đi học bây giờ đến cuối cùng cũng có sư đệ còn kém hơn cả ta cô gái này đang có một suy nghĩ khá là không biết diễn ta sao chắc có lẽ cô là người kém nhất trong này, cho nên kéo theo giật phong đi để làm bia đỡ đạn. tiểu sư đệ à, xin lỗi, sư tỷ cần đệ chia sẻ chút hỏa lực. cô hiện ra với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. được rồi, vậy hôm nay ta sẽ dạy những thứ đơn giản nhất. tuy nhiên tư của sư đệ thấp nhưng phải tin rằng cần cù bù thông minh, tuyệt vời quá, quả là một chất lý nhân sinh. vâng sư huynh. vậy thì ta bắt đầu nói từ phân chia cảnh giới đi, cảnh giới của người tu đạo chúng ta được chia thành 9 cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp. Tâm pháp của vấn thiên tông chúng ta là vấn thiên cửu quyền. Mỗi quyền đều ứng với một cảnh giới lớn. Hôm nay ta sẽ nói về. Trong khi người kia đang hăng say giảng bài thì cô nương họ tô. Ha! Đều là những thứ đã từng học. Lần này ta cuối cùng cũng có thể lười biếng được rồi. Cô ấy vừa nói vừa ngáp ngủ. Ngủ một lát đã. Dù sao với tư chất của tiểu sư đệ chắc chắn học rất chậm, cô ấy nói xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau một lúc thì, Tô sư muội, Tô sư muội đang trong giấc ngủ với những giấc mơ tuyệt vời thì bị gọi dậy, cô con gái Tô Thiên Dịch mới giật mình và, ha ha ha, ngó nhìn xung quanh, chuyện gì xảy ra? Thấy cô tỉnh ngủ rồi thì anh chàng kia nói, "Tiếp theo nên kiểm tra bộ kiếm pháp ta dạy muội hôm qua rồi." Hà Nhưng không phải huynh còn phải dạy cho tiểu sư đệ những thứ trước kia?" cô tóc hồng đó ngờ nghịch hỏi người huynh đệ trước mặt huynh ấy chỉ dùng một ngón tay để biểu diễn sự việc huynh ấy chỉ sang một bên và bảo hắn đã học xong rồi hơn nữa còn học xong hết bài hôm nay rồi lúc này tư giật phong đang hoa tay múa chân vì được khen ngợi a à, đã ngủ bao lâu rồi nửa canh giờ mà thôi tuy tư chất cả tiểu thư sư đệ không được tốt nhưng ngộ tính lại cực kỳ cao những thứ ta dạy đệ ấy cơ bản vừa nhìn một cái là đã có thể nhớ được rồi xem người ta rồi xem lại bản thân muội đi cô gái há hốc mồm ra không tin rằng đó là sự thật nửa nửa canh giờ sao có thể chẳng lẽ hắn chính là con đĩ học bá đã nói là mọi người cùng làm gà thế mà ngươi lại lén lút học giỏi cho nên từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ có ta là thật sự gà cứ thế này thì chẳng phải là hắn sẽ bắt đầu dạy ta học cùng với các sư huynh sư tỷ khác sao không được như vậy thì chẳng phải là địa vị sư tỷ chẳng dễ dàng gì mới có được sẽ mất đi hoàn toàn sao? Thấy sư tỷ của mình ngồi trình hình thành một đống to tướng trên đất, giật phong đi đến hỏi, sư tỷ, tỷ sao vậy? Sư đệ, chúng ta đến chỗ nhị sư huynh học bùa chú trận pháp đi. Cô ấy chạy đến kéo giật phong đi học một lớp khác, đó là lớp bùa chú trận pháp. Anh còn chưa hiểu được gì chỉ kịp hả một tiếng thôi, đã bị cô ấy kéo đi rồi. Đi thôi đi thôi, tiểu bạch, anh chạy theo muốn ná thở. Này, đợi đã. Xem ra sư muội đã bị kích hoạt cảm giác nguy cơ rơi, như vậy cũng không tồi. Vị sư huynh kia chắp tay sau lưng và tỏ vẻ hài lòng. Tiếp tục với chương trước, cô con gái của Tô Thiên Dịch đưa anh đi học thêm một khóa học mới cùng với cô ấy. Ở đây cũng gặp một vị thầy khác. Người này nói, cái gọi là bùa chú và trận pháp đạo, bản chất vẫn là cùng nguồn gốc, là linh lực dùng cách vận hành đặc biệt để xảy ra những hiệu quả vượt xa lúc bình thường. Hôm nay chúng ta bắt đầu giảng từ trận bát quái cơ bản nhất. Một người đàn ông nhìn có vẻ có tuổi đang chuẩn bị xuất chiều. Càn quái là thiên, là chỉ vòng tuần hoàn vận hành của thiên đạo. Quân tử thì nên thuận theo ý trời. Người này vẫn tiếp tục giảng bài. Tiêu giật phong và con gái ông Tô vẫn nghe giảng. Không được, không được ngủ. Ta là học tỷ. Đúng là trời sinh bản tính khó rời. Cô ấy lại buồn ngủ rồi. Như lần này nghiêm túc hơn rồi. Cô gái tóc hồng đánh đánh vào mặt mình vài cái cho đỡ buồn ngủ. Hôm nay diệu tình rất cố gắng. Nhưng ngược lại tiêu sư đệ. Đường như đệ lại có rất nhiều câu hỏi ông thầy thấy cô diệu tình có vẻ tiến bộ hơn nên ngỏ lời khen và cũng suy đoán tư giật phong hừ những kiến thức thâm sâu như vậy bây giờ sư đệ không hiểu cũng rất bình thường diệu tình chắc chắn khẳng định như thế có câu hỏi gì đang ngỏ ý chắc muốn giúp đỡ giật phong nhưng anh lại đứng lên hỏi thầy trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên một chút tiêu giật phong đứng dậy với thái độ lịch sự và nói ta quả thật là có vài câu hỏi muốn thảo luận với huynh một chút ngài kia cũng đáp lại ồ thảo luận đệ nói đi. Vừa này huynh nói càn quái là quỷ biểu tượng cho sáu dương hào, nhưng ta cho rằng nó cũng có ý mất tất cả. Tiêu giật phong trình bày câu hỏi của mình với vị huynh đệ kia. Ha ha ha, một tiếng cười có vẻ lớn đột nhiên vang lên. Không ngờ tiêu sư đệ tuổi tác còn nhỏ, mà đã có thiên phú trên con đường trận pháp như vậy. Đệ nói không sai, đây là nội dung cao dai sau này. Chỉ là ta vốn tưởng rằng, bây giờ nói những cái này hơi sớm. Người kia cười lớn, đi đến vỗ vai giật phong và nói a à, diệu tình sau này nếu muội có gì không hiểu trên con đường trận pháp thì có thể hỏi sư đệ của muội vị huynh đệ kia nói với diệu tình kia khiến cho cô mắt chữ a mùng chữ o và cảm thán a một câu lúc kết thúc cô gái tóc hồng đó chạy theo giật phong và nói sao đệ lại có thể nghe hiểu được những thứ lão già kia nói vậy ừm thực ra cũng có chỗ không hiểu cho nên mới thảo luận với hắn một chút anh thành thật trả lời diệu tình cô nương anh đột nhiên nghĩ trong bụng rằng tốt xấu gì ta cũng là một đời ma tôn loại bài học sơ cấp này đối với ta mà nói rất vô dụng không nhanh thì không biết đến năm tháng nào mới có thể có thứ ta dùng được diệu tình có vẻ cay cú nghĩ rằng đáng ghét vậy mà lại bị hắn lừa sư đệ chính là có giác ngộ của sư đệ xem ra chỉ có thể dùng cách kia thôi xong cô ấy lên tiếng và bảo sư đệ bây giờ đệ theo ta đến chỗ học tiếp theo đi cô ấy vừa dẫn anh đi và nói đây là chỗ của tứ sư tỷ tỷ ấy phụ trách lớp thực chiến. Lớp thực chiến? Anh thắc mắc hỏi. Diệu tình lại bình thường và đáp lại. Đúng vậy. Nhưng để yên tâm đi. Tính cách của tứ sư tỷ rất dịu dàng. Hơn nữa còn yêu sách như mạng. Là một người rất tốt. Lần này chắc chắn có thể lấy lại mặt mũi được rồi. Dù sao thì ở đây không cần ngộ tính. Mà cần tu vi thực thế. Diệu tình nở ra vẻ mặt của sự chắc chắn. Đã đắc ý. Xin lỗi. Ta đang bận. Lần sau chắc chắn. Người vừa nói đây là cư ấu san. Tứ đệ tử của điện vô nhai, cô ấy đang chăm chú đọc sách. Diệu tình vội lên tiếng và nói, vấn đề duy nhất là nàng khá không màng thế sự. Tiêu giật phong vội chắp tay và nói, vậy bọn ta không làm phiền tứ sư tỷ nữa. Đùa cái gì vậy? Một con gà luyện khí kỹ còn chưa bắt đầu như ta, mà đánh thực chiến với tứ sư tỷ nguyên anh kỳ, chê sống dài quá rồi sao? Diệu tình thấy anh rời đi thì mau mải chạy theo và đưa tay níu kéo, nói rằng, đợi đã tiêu sư đệ, đừng đi không may mắn trong tình cảnh này lắm là vì cô ấy bị vấp chân vào rồi cô ấy ngã và dùng tay đẩy vào ngực tư giật phong khiến anh đau và thốt lên hai chữ làm cho một mớ hỗn độn xảy ra khụ khụ sư đệ đệ không sao chứ cô ấy lo lắng quan tâm hỏi han tư giật phong anh không sao không sao anh miễn cưỡng trả lời vậy tình cảnh hiện tại cho thấy thì người này đè lên người kia nhìn cũng không mấy hay ho gì các người muốn học lớp thực chiến đúng không đột nhiên một bóng dáng bốc hỏa vì tức xuất hiện có lẽ đó là cái người tứ sư tỷ gì đó do anh và diệu tình làm phiền đến cô ấy đọc sách diệu tình còn phải lo lắng mặt hiện đầy sự sợ hãi và nói thực ra cũng có thể không học tiêu giật phong cũng thấy không ổn rồi chọc phải tổ kiến lửa rồi anh cũng lên tiếng đúng 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 hay là bọn ta đi trước đây người kia mở cửa một cái rõ to và dứt khoát cô ấy nói không sao rồi lại nở một nụ cười của sự miễn cưỡng gương mặt của sự vô tri và nói, dù sao thì sư tỷ ta cũng không phải là ác ma gì. Chuyển cảnh qua một nơi đó là điện Quảng Hàn. Trong phòng bây giờ có một cô gái đang vệ sinh cá nhân cơ thể mình, một người tin nữ đi vào và bẩm báo rằng, điện chủ, việc tiếp theo là cùng Bạch Vân chân nhân, người này chính là cô Hàn Yên. Cô trả lời không chút do dự, từ chối đi, ta có chuyện khác rồi. Người tin nữ kia đáp vâng một tiếng, rồi cúi người, lui ra ngoài. Không biết tên kia ở trong điện vô nhai thế nào rồi hàn yên lại suy nghĩ có chút lo lắng cho tiêu giật phong